thì mình sẽ quay lại với cửa hàng của nội thất Amia và giới thiệu đến các bạn về một bộ ghế sofa được thiết kế là một chiếc ghế sofa góc chữ L. Đó cũng chính là sản phẩm mình đang xuất hiện cùng tại đây. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào nội thất Amia để cùng mình đi trải nghiệm thực tế về bộ ghế sofa này nhé. Một cảm giác êm ái, thoải mái và dễ chịu là những cảm nhận của mình khi mà được ngồi vào bộ ghế sofa này. Rất tuyệt vời. Bộ sản phẩm này là một chiếc ghế sofa góc hình chữ L có tông màu nâu, rất đẹp. Đây cũng chính là sản phẩm đang bán chạy nhất của năm qua. Bạn thấy chúng thế nào? Đẹp, êm ái, dễ chịu phải không? Và mình sẽ không để các bạn phải chờ lâu nữa mà sẽ cung cấp những thông tin cơ bản của bộ ghế sofa. Bộ sản phẩm này hiện đang có chiều dài cơ bản là 2,5m, chiều rộng là 1,7m. Với kích thước của bộ ghế sofa như thế này thì sẽ phù hợp cho những gia đình có diện tích trung bình từ 20m2 hoặc là 25m2. Và bạn hoặc là những gia đình nhỏ hơn mà bạn đang có ý định sẽ dành khoảng tầm 6m2 để kê cho bộ bàn ghế sofa thì ở bộ sản phẩm này cũng sẽ là sự lựa chọn rất thích hợp dành cho bạn. Ngoài ra nếu như bạn thích kiểu dáng của bộ ghế sofa này và muốn bộ sofa rộng hơn hay hẹp đi thì đều có thể được khi ghé thăm đến dịch vụ thiết kế sofa theo yêu cầu. Tại nội thất Amia hiện đang có dịch vụ đóng ghế sofa theo yêu cầu với thời gian chỉ từ 3 đến 5 ngày và với chi phí vô cùng hấp dẫn. Một câu hỏi được đặt ra, bộ sofa này có phù hợp với gia đình của nhà bạn hay không? Trước tiên thì mình sẽ hỏi một chút nhé. Bạn đang sở hữu một căn phòng khách như thế nào? Những bức tường có tông màu gì? Một bức tường có tông màu trắng này, màu vàng kem, màu sữa hay là màu ghi chẳng hạn thì bộ ghế sofa này đều rất thích hợp. Ví dụ như bạn có thể thấy là mình đang kết hợp cùng với một bức tường có tông màu vàng hơi vàng nhạt. Bạn thấy không? Rất là hợp phải không? Bởi vì bộ sofa này có tông màu gần như là nó đối lập với màu tường ấy, thế nên sẽ giúp với những bức tường có tông màu sáng như thế này thì bộ ghế sofa sẽ trở nên rất là nổi bật hơn. Và như bạn thấy đấy, phía bên trên của bộ sofa mình có treo một bức tranh rừng cây mùa thu rất là đẹp phải không? Với bức tranh rừng cây mùa thu này sẽ giúp bộ sofa trở nên là hài hòa và đồng đều hơn, cũng như khi mà mình nhìn vào tranh rừng cây này mình cảm giác rằng phòng khách của mình ấy sẽ trở lên rộng hơn rất là nhiều, rất là cool hút, tạo độ sâu cho không gian phòng khách của nhà mình. Và đây cũng chính là kiểu dáng mà sẽ giúp bạn ăn gian được diện tích nhà. Và đi kèm cùng một bộ ghế sofa thì không thể thiếu đó là một chiếc bàn trà. Thì với một bộ ghế sofa kích thước như này thì bạn có thể tham khảo đến những chiếc bàn trà nhập khẩu mặt kính hoặc mặt đá có kích thước là 1m x 80 hoặc là 1m2 x 60 đều có thể được. Và phía dưới của bộ ghế sofa và chiếc bàn trà thì bạn có thể sử dụng thêm một tấm thảm lông hay là thảm nỉ chẳng hạn, kẹp caro hoặc là màu ghi lông chuột đều có thể được nhé. Đây chỉ là một gợi ý nhỏ mà mình dành cho bạn mà thôi. Mình đã tham khảo được về kiểu dáng, kích thước thì không biết chất liệu của bộ sản phẩm này thì sao nhỉ?
Nếu bạn quan tâm thì hãy tiếp tục xem nhé. Mình sẽ làm một thí nghiệm nhỏ để thay cho lời mà chất liệu của bộ sản phẩm này tốt hay không. Như bạn có thể thấy, khi mình bước từ module này sang module khác, nó đều có độ nún cũng rất là tốt này, rất là êm, rất tốt. Bạn vừa thấy được rằng nó êm, và khi mà bạn nằm lên một ghế sofa này thì chắc chắn là bạn cũng sẽ được trải nghiệm về sự êm của bộ ghế sản phẩm này. Mà mình còn cảm thấy rằng chúng rất là chắc chắn nữa. Đây, khi mà mình bước như này này là không hề bị không có cảm giác là nó bị cong vênh hay khó bẹp hay khó chịu gì nữa. Rất êm. Và đặc biệt này, khi mà mình bước xuống ấy, nó lại nhanh chóng trở lại vị trí như ban đầu. Vậy là bạn có thể thấy được rằng chúng có độ đàn hồi tốt như thế nào. Và với chất liệu vỏ bọc da này đã giúp bộ sofa nhanh chóng trở lại vị trí như ban đầu. Rất là tuyệt vời. Và bộ sản phẩm này thì hiện đang được sử dụng toàn bộ bằng kết cấu khung gỗ tự nhiên, đã được xử lý bằng công nghệ để đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình cả nhà sử dụng. Kết hợp với đó là hệ thống nệm mút chuyên dụng dày dặn và êm ái. Phía bên ngoài được phát cho mình một chiếc áo da nhập khẩu Malai. Với chất liệu vỏ bọc da này đã giúp bộ sofa được trở nên đẹp như sáng hơn rất là nhiều. Một trong những tư thế mà đến 90% bạn sẽ sử dụng đó chính là tư thế ngồi giống như mình ở đây. Nếu mà bạn có thói quen sẽ ngồi như này xem TV hoặc là thư giãn như với tư thế ngồi này sau những giờ làm việc mỏi mệt, và bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu đối với những bộ ghế sofa có phần lưng tựa thẳng. Khi mà bạn ngồi lâu, đặc biệt là vào những ngày hè nóng bức ấy, thì phần lưng của bạn, phần lưng đây, sẽ bị ra mồ hôi. Thì với bộ sản phẩm được thiết kế thành dạng hai layer, đặc biệt thì bụng dưới được thiết kế hơi bầu bĩnh một chút để giúp cho mình cả phần lưng tựa đều được nâng đỡ và massage. Đặc biệt ở giữa này còn cảm giác rất là thoáng nữa, rất là dễ chịu. Ví dụ giống như cái phần lưng giống như phần tay của mình vậy, khi mình đặt ở đây chắc chắn rồi nó sẽ có nỗ ở đây và đã tạo sự thoáng mát cho mình khi tựa lưng vào bộ ghế sofa. Còn đối với tư thế nằm và nghỉ ngơi đi vào những giấc ngủ ngắn thì sao? Như bạn có thể thấy, hai bên tay vịn của sofa đều được thiết kế bạn thấp và thoải. Và mình có thể nằm trực tiếp ở trên phần tay vịn của ghế sofa mà không cần sử dụng đến bất cứ chiếc gối nào. Mình hoàn toàn có thể nằm và thư giãn, xoay nghiêng người một cách rất thoải mái. Sau những giờ tan làm, bạn và lũ trẻ của nhà mình đều muốn được thư giãn trên ghế sofa. Con nhỏ của bạn thì lại nằm dọc theo chiều dài của ghế sofa. Vậy bạn có chỗ nào để có thể ngồi thư giãn không? Có, hai người đều có thể thư giãn ở trên một ghế sofa. Nếu như một người đã nằm rồi thì bạn có thể chuyển sang phần chữ L, ngồi và có thể duỗi dài chân để tạo ra tư thế thoải mái. Đây còn được chúng tôi gọi là một chiếc ghế thư giãn. Tại phần chữ L này rất là rộng và bạn hoàn toàn có thể ngồi và duỗi dài chân. Và với phần chữ L này cũng sẽ giúp bạn ngồi hay nằm đọc sách ở xem TV mà không hề bị lo mỏi đầu gối. Đặc biệt là vào những buổi tối bạn muốn xem những bộ phim dài tập thì việc bạn mỏi đầu gối cũng sẽ không còn nữa khi bạn ngồi theo tư thế này. Với một bộ ghế sofa mang vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp, hiện đại cùng nhiều sự tiện nghi như trên, Aimia hiện đang bán với mức giá chỉ 8.900.000 đồng mà thôi. Con số này thực sự rất hợp lý phải không? Trên đây là những cảm nhận thực tế của mình, cũng như là mình đã chia sẻ những thông tin và những trải nghiệm mà mình đã sử dụng với bộ ghế sofa này. Còn cảm nhận của bạn thì sao? Bạn có muốn được giống như mình, trực tiếp ngồi và cảm nhận được sự êm ái và dễ chịu của bộ ghế sofa này không? Nếu có, thì hãy ghé qua ngay hệ thống showroom của Aimia trên toàn quốc để được trực tiếp ngồi và trải nghiệm về chất lượng của bộ sản phẩm này. Đồng thời tại showroom của Aimia hiện đang trưng bày hàng trăm bộ ghế sofa có sẵn để cho quý vị có thể tiện tham khảo cùng một lúc. Để biết được địa chỉ cụ thể, hãy truy cập website
amia.com. Ở dưới chân trang, chúng tôi có địa chỉ cũng như có bản đồ hướng dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.